Xin chào các bác đã quay trở lại với kênh Kiên Xe Đạp, kênh chuyên review đánh giá những chiếc xe đạp chính hãng nhập khẩu. Video hôm nay em xin giới thiệu đến các bác mẫu xe đua Merida FLX Drag 906 được trang bị bộ chuyển động 105 và gạt đĩa là Ultega rất là cao cấp của dòng Shimano. Đấy, càng trước càng sau là carbon, còn là khung nhôm. Đấy, bánh R500. Bây giờ em sẽ vào đánh giá chi tiết chiếc xe để cho các bác xem. Toàn bộ phần khung giữa này thì chiếc xe của chiếc xe là nhôm siêu nhẹ. Đấy, còn từ cái mố lối này đi xuống hết cái càng dưới này là carbon, cũng như là cái càng trên này cũng là carbon. Bộ đề là Shimano 105, gạt đĩa là Ultegra, toàn hàng cao cấp của dòng xe đua thôi. Rồi trang bị bộ phanh trước sau Tiagra. Bộ tay lắc 105. Và giờ em sẽ vào đo size của chiếc xe và chuyển động để cho các bác xem. Size của chiếc xe từ tâm trục đạp đến khóa cọc yên là 50 cm. Từ khóa cọc yên đến tâm cổ phốt là 54 cm. Chiếc xe này sẽ phù hợp cho các bác từ khoảng 1m67-68 đến khoảng 1m80 đi được phù hợp. Đồ 105 10 tầng líp, trên gạt đĩa sinh ra 2 líp. Nhiều bác hỏi em về cái giá bán của chiếc xe là bao nhiêu thì các bác em đã đề ngay ở cái chỗ tiêu đề là các bác ấn mũi tên trỏ xuống vào là cái giá em đã đề đây luôn này. Còn nếu mà em không đề giá thì tức là xe đã bán. Cái thứ hai là một số bác bảo là không thấy YouTube gửi thông báo khi mà em đưa lên xem xe mới lên trên kênh ấy, thì các bác ấn cho em cái chữ đăng ký, chọn ấn chuông, chọn tất cả. Đấy, thì nó sẽ gửi tất cả các cái thông báo khi nào bên em cứ có xe nào đăng lên trên kênh thì nó sẽ gửi cho các bác vào thông điện thoại nhá. Chiếc xe chuyển động vô cùng là mượt mà. Thì giá bán của chiếc xe bên em đang bán với giá là 13 triệu rưỡi, bao ship toàn quốc cho tất cả các bác chuyển hết tiền. Các bác quan tâm đến chiếc xe thì liên hệ số Zalo trên màn hình 0975709943. Ngoài ra thì các bác ấn đăng ký kênh ở góc phải màn hình với nút chuông để nhận được những cái thông báo mới nhất về những chiếc xe khác bọn em đưa lên kênh. Cảm ơn các bác đã xem hết video, hẹn gặp lại các bác ở những video lần sau.